Ở Việt Nam lương thấp quá, em muốn đi ra nước ngoài. Bây giờ em phải đi đâu? À, đi Nhật còn đi đâu nữa? Đúng thật là Nhật Bản đang là sự lựa chọn của rất nhiều du học sinh, người đi làm, khách du lịch, người người nhà nhà học tiếng Nhật. Nhưng bạn có biết là trong số đó thì có khoảng 70% người từ bỏ khi chỉ mới học được một thời gian ngắn, hay thậm chí là đang học dở bằng chữ cái. Vậy bạn nghĩ là do đâu? Nói đến đây thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ là do tiếng Nhật khó thế. Nhưng không, nó đơn giản chỉ là bạn không hiểu về lộ trình học trước khi làm quen với nó, hoặc là do dẫu bạn có học một thời gian mà vẫn không thể giao tiếp được. Đó cũng chính là lý do khiến bạn từ bỏ, phải không? Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ giải cứu thế giới để đưa mọi người thoát ra khỏi 70% số người đó nhá. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người 3 mục sau đây, khái quát cơ bản về tiếng Nhật, lộ trình học cho người mới bắt đầu, những sai lầm của người mới bắt đầu học Nhật và cách giải quyết của nó. Trước khi học hay làm bất cứ một điều gì thì chúng mình cần phải có hai thứ. Thứ nhất, mục đích. Tại sao bạn lại học tiếng Nhật? Học tiếng Nhật để làm gì? Nó sẽ giống như kiểu là khi bạn đã xác định được điểm đến của bản thân mình rồi thì bạn chỉ cần đạp xe và phi một mạch đến đó mà thôi. Tuy nhiên, mục đích sẽ dần dần mất đi nếu mọi người không nhìn nó thường xuyên và hàng ngày. Vậy nên là chúng mình hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân mình nhá. Thứ hai, hiểu rõ. Bạn phải hiểu rõ tiếng Nhật, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạn hiểu rõ mục đích của mình rồi, nhưng để chiến thắng được thì bạn cần phải hiểu rõ địch nữa. Rồi, vậy sau khi chúng mình đã xác định được mục đích học tiếng Nhật của chúng mình là gì rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiếng Nhật nhá. Vậy, tiếng Nhật là gì? Thứ nhất, các kỹ năng cần có khi học tiếng Nhật cũng giống như với tất cả những ngoại ngữ khác thì tiếng Nhật sẽ có nghe, nói, đọc, viết. Vậy, các cấp độ trong tiếng Nhật thì sao? Tiếng Nhật sẽ có 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong phần sơ cấp thì chúng mình sẽ có 3 cấp độ: bảng chữ cái, N5, N4. Học xong phần sơ cấp thì chúng mình sẽ nói được những câu văn cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Tiếp đến đó là phần trung cấp. Phần trung cấp thì người ta sẽ chia ra cấp độ là N3. Học xong phần trung cấp thì chúng mình sẽ đọc được sách báo Nhật cơ bản, hay là trò chuyện với người Nhật một cách tự nhiên hơn trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Cuối cùng là phần cao cấp, đó chính là N2, N1. Kết thúc phần cao cấp, tức là mức độ khó nhất, thì chúng mình sẽ đọc được sách báo Nhật ở dạng cực khó. Cơ hội thăng tiến trong công việc cực cao và hoàn toàn có thể giao tiếp, đàm phán được trong công việc nhá. Hay, đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người lộ trình học của từng phần một nhá. Ở trong clip này thì mình sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người phần lộ trình học của sơ cấp, còn đâu về trung cấp và cao cấp thì mọi người hãy ấn vào link ở dưới và xem video nhá. Trong phần sơ cấp, như mọi người đã biết là chúng mình sẽ có 3 phần cần lưu ý: bảng chữ cái, N5, N4. Vậy bảng chữ cái trong tiếng Nhật nó có những gì? Trong phần bảng chữ cái, chúng mình sẽ có 4 loại chữ sẽ được sử dụng khi chúng mình học tiếng Nhật nhá: hiragana, katakana, kanji, romaji. Hiragana người ta hay còn gọi là chữ mềm, đó là những cái âm truyền thống trong tiếng Nhật nhá. Còn đâu katakana thì người ta gọi là chữ cứng. Chữ cứng này thì chúng mình sẽ dùng khi viết những từ mượn trong tiếng nước ngoài sang nhá. Còn đâu kanji nó sẽ là những chữ được mượn từ tiếng Hán sang. Còn romaji nó sẽ là những chữ Latin để dành cho những người mà không biết tiếng Nhật, người ta nhìn vào đó người ta hoàn toàn có thể đọc được. Nên khi chúng mình học tiếng Nhật rồi chúng mình không cần romaji nữa nhá. Vậy học tiếng Nhật nói chung và sơ cấp nói riêng thì chúng mình sẽ học gì? Đó chính là ngữ pháp, từ vựng, kanji và giao tiếp. Cũng giống như tất cả các môn học ngoại ngữ khác, đầu tiên chúng mình sẽ phải học từ vựng. Từ vựng là thứ rất quan trọng, vốn từ càng nhiều chúng mình không chỉ nghe được mà còn giao tiếp được nữa. Khi đã có vốn từ vựng khá của bài học hôm đó, chúng mình sẽ đi sang phần ngữ pháp. Những từ vựng đã học sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều trong việc đặt câu và nhớ ngữ pháp đây. Sau khi giải quyết xong phần từ vựng và ngữ pháp, chúng mình sẽ đi đến phần kanji. Học kanji cũng như học từ vựng, mỗi lần học một chữ kanji thì chúng mình sẽ nhớ luôn từ vựng của nó nhé. Và cuối cùng, mình sẽ vận dụng những kanji, từ vựng, ngữ pháp đã học vào phần đọc hiểu để chúng mình có thể dịch và hiểu sâu hơn, thì các kỹ năng trên rất là quan trọng. Vậy, sơ cấp thì chúng mình sẽ học trong thời gian như thế nào? Đầu tiên với bảng chữ cái thì chúng mình chỉ cần mất 1 tuần để học bảng chữ cái. Hay, và mỗi ngày mọi người sẽ dành ra 2 tiếng, không kể thời gian trên lớp nhá. Chúng mình sẽ dư giả thời gian để học xong bảng chữ cái trong vòng 1 tuần. Vậy còn N5 và N4 thì sao? N5 thì nếu mỗi ngày mọi người dành ra 2 tiếng không kể thời gian trên lớp để học thì mọi người sẽ chỉ mất khoảng 2 tháng rưỡi để kết thúc N5. Và N4 cũng tương tự như vậy. Vậy là tổng cộng mọi người sẽ chỉ cần mất khoảng 5 tháng để kết thúc phần sơ cấp. Vậy chúng mình sẽ học những sách gì dành cho sơ cấp? Đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người bộ giáo trình Minna no Nihongo. Đây là bộ giáo trình mà hầu hết những trung tâm dạy tiếng Nhật đều sử dụng cho bộ sơ cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy trên lớp thì mình thấy rằng cuốn Minna Nihongo này thì nó còn một số những phần còn thiếu. Vậy nên trong khóa sơ cấp online N4, N5 của Diki thì mình và các giáo viên đã cùng chọn lọc và bổ sung những ngữ pháp cần thiết hay dùng trong đời sống hàng ngày để mọi người hoàn toàn có thể ứng dụng được nhá. Và cuối cùng đó là một điều cực kỳ quan trọng, đó là những sai lầm mà khi mọi người mới bắt đầu học tiếng Nhật mắc phải. Thứ nhất, đa số những người học tiếng Nhật thì cứ nghĩ là ô, mình phải đi Nhật thì mình mới nghe được người Nhật nói nhanh. Nhưng chắc chắn không phải vậy. Bạn có biết là bản thân mình chưa đi Nhật bao giờ, nhưng khi học N4 mình hoàn toàn có thể nghe được trình độ của N3. Đó là do đâu? Đó là việc mà mọi người cho đôi tai thân yêu của mình làm quen với âm điệu của tiếng Nhật ngay từ ban đầu. Vậy nên nếu chưa được đi Nhật hay không có người Nhật hàng ngày để giao tiếp với mình thì chúng mình hãy cho đôi tai của mình làm quen với phát âm, âm điệu của tiếng Nhật ngay từ ban đầu qua phim ảnh, âm nhạc hay chương trình của Nhật Bản nhé. Thứ hai, đó là một điều cực kỳ quan trọng nên mình đã để đến cuối clip để làm món quà cho những ai xem đến cuối cùng nhá. Mọi người có biết là khoảng 90% người học tiếng Nhật thì nghĩ là à thôi thì học đến N3 cho biết tí rồi mình mới giao tiếp sau. Nhưng mọi người có biết là chính lúc đó mới là lúc mọi người ngại giao tiếp nhất. Thứ nhất, đó là chúng mình cần phải tập trung ôn thi. Thứ hai, đó là do lúc đó miệng mọi người cứng rồi, không để phát âm ra nhanh được. Vì vậy, học giao tiếp ngay từ ban đầu, ngay từ sơ cấp là một điều cực kỳ quan trọng. Và ý thức được điều đó qua những lần giảng dạy để học sinh có thể giao tiếp được ngay từ ban đầu thì mình đã đưa nội dung giao tiếp vào trong khóa học N5 online. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng chinh phục giao tiếp ngay từ ban đầu cùng với Diki nhé. Bạn là người đi làm, tu nghiệp sinh ở Nhật không có thời gian học, bạn muốn học online từ N5 đến N2, hãy truy cập vào trang web online.liki.edu.vn hoặc Facebook / Diki Nihongo để nhận bài học miễn phí nhé.